Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, mong mỏi và kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng sớm có chính kiến về những vấn đề mang yếu tố xét lại, viết lại, sửa sử trong bộ lịch sử Việt Nam 15 tập đã được phát hành rộng rãi từ năm 2017 đến nay và trong bản thảo Bộ Quốc sử Việt Nam 30 tập hiện đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến xuất bản phát hành trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2027 không sử dụng cụm từ ngụy quyền ngụy quân Sài Gòn. Nhân dân cả nước đặt niềm tin, kỳ vọng và chính kiến rõ ràng, dứt khoát của lãnh đạo đảng, nhà nước và mong chờ sự định hướng, một kết luận sâu sắc, mang tầm tư tưởng bảo vệ sự thật lịch sử cách mạng Việt Nam của Trung ương đảng, của chính phủ, để tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng quan điểm của đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta không bị vấy bẩn để vong linh của các chiến sĩ đồng bào đã anh dũng hy sinh cho đất nước ta được nở hoa độc lập, kết quả tự do như hôm nay được yên nghỉ trong lòng tổ quốc, để các lớp thế hệ trẻ Việt Nam được tiếp tục tự hào và mãi mãi đi theo con đường mà đảng, bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Chống dị biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Vấy bẩn lên tư tưởng Hồ Chí Minh là phạm tội lật đổ chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam bài viết của Quách Duy có rất nhiều người quan tâm đến lịch sử Việt Nam đã và đang rất băn khoăn tại sao từ tháng 8 năm 2017 từ khi Viện Sử học thuộc Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam phát hành một lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi ngụy quyền ngụy quân Sài Gòn vẫn chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan đảng nhà nước đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng của đảng sự tồn vong của chế độ và sự đoàn kết của dân tộc việt nam thơ xuân thiệp xuân của bác hồ là truyền thống của dân tộc là tình cảm là tấm lòng là món quà đầu năm mới bác hồ gửi tặng đồng bào và chiến sĩ cả nước là những định hướng chiến lược những lời đúc kết đánh giá những thắng lợi trong năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm tới là những lời động viên cổ vũ toàn dân tộc cùng nhau đoàn kết một lòng vững bước tiến lên trong đấu tranh cách mạng trong lao động và sáng tạo để xây dựng quê hương đất nước. Hơn thế, đằng sau mỗi bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một bài học lớn cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đó chính là tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài thơ xuân năm 1969 cũng là bài thơ xuân cuối cùng của bác Hồ Kính Yêu đã viết dành tặng dân tộc Việt Nam ta. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyển chắc càng thắng to, vì độc lập vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn. Trong bài thơ, Bác Hồ đã xác định đã gói gọn chế độ Ngụy quyền, Ngụy quân Sài Gòn chỉ trong một chữ Ngụy, một chữ Ngụy của Bác Hồ mà đã tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ đồng bào cả nước cùng chung lý tưởng vì độc lập, vì tự do, chiến đấu quả cảm với tinh thần sẵn sàng hy sinh tất cả. Toàn dân tộc Việt Nam với tinh thần bất diệt phải đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào thì mới sum họp. Cũng qua bài thơ Xuân năm 1969 với hai từ cút và nhào cũng là lời căn dặn chu đáo của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam ta, đánh giặc ngoại xâm Mỹ phải cút ra khỏi lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam ta, đánh ngụy phải nhào, một sự đảo ngược tình thế có thể hiểu là trước khi bị nhào thì theo Mỹ và khi đã nhào rồi thì phải quay về với cội nguồn dân tộc việt nam suy cho cùng con người của chế độ ngụy quyền ngụy quân sài gòn là con người việt nam là một phần của dân tộc việt nam nhưng vì đô la vì muốn ăn trên ngồi chốc mà hại dân hại nước như vậy thông qua vần thơ bác hồ đã dạy chúng ta đánh mỹ ngụy nhưng không đánh họ phải vào đường cùng phải chết phải đánh sao cho mỹ tâm phục khẩu phục đánh sao cho nguyệt phải quay về với dân tộc Việt Nam. Đây chính là tính chính nghĩa, nhân văn, nhân đạo, yêu chuộng hòa bình của Bác Hồ. Thế hệ cha ông chúng ta đã có một chiến thắng vĩ đại, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng năm 1975 để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là kết quả hơn 6 năm từ 1969 đến 1975, làm minh chứng hùng hồn toàn đảng, toàn dân và toàn quân làm theo lời Bác Hồ dạy trong bài thơ Xuân năm 1969. Những ngày đầu sau chiến thắng 30 tháng 4 1975, đa phần những con người làm việc cho chế độ ngụy quyền ngụy quân Sài Gòn được Đảng nhà nước ta giáo dục giác ngộ và đã trở thành những người con của dân tộc là công dân tốt. Đến nay cũng có con cháu là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần còn lại thì từ bỏ tổ quốc ra đi, trong số này có thành phần ác ôn nợ máu nhân dân nhưng phần nhiều vì không tin vào cách mạng chính nghĩa của đảng nhân dân ta nhiều năm gần đây với sự lãnh đạo của đảng nhà nước ta trong vấn đề hòa hợp dân tộc việt nam đã đạt được những thành tựu rõ nét hàng năm trong dịp hè dịp tết cổ truyền thì hàng triệu kiều bào từ các nước với tinh thần phấn khởi với tình yêu quê hương đất nước trở về tổ quốc việt nam đảng nhà nước và dân tộc luôn giang tay đón chào những người con trở về trong vòng tay ấm áp tình người Việt Nam. Cũng một vài năm gần đây, số ít tàn dư ba que ở hải ngoại, mà cụ thể là những kẻ ác ôn nợ máu nhân dân Việt Nam. Chúng vẫn luôn hận thù vì bị mất chế độ tay sai, mất đô la Mỹ. Bọn chúng quen sống ký sinh, ăn bám Mỹ, nên vẫn luôn tiếp tay cho các thế lực thù địch với giả tâm cướp nước ta lần nữa. Bọn chúng đã cấu kết với các phần tử phản động, cơ hội chính trị trong nước thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình trong đó bản sách văn hóa truyền thống dân tộc truyền thống cách mạng chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh là lĩnh vực làm mũi nhọn mà bọn chúng luôn ráo riết tấn công phá hủy vũ khí chủ yếu của bọn chúng trên lĩnh vực này có thể nói là internet mạng xã hội và các loại xuất bản phẩm điện tử sách báo trong cương lĩnh chính trị điều lệ đảng cộng sản việt nam đã nêu rõ Đảng lấy chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, chương 1, chế độ chính trị, tại khoảng 1, điều 4 đã quy định cụ thể như sau. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc lấy chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Ở đây thì đã rõ, bộ lịch sử 15 tập do Viện Sử học thuộc Viện Hàng Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ biên phối hợp với nhà xuất bản khoa học Hà Nội đã phát hành không gọi là ngụy quyền ngụy quân Sài Gòn. Không những thế, âm mưu này cũng đã được đưa vào bản thảo Bộ Quốc sử Việt Nam 30 tập. Không gọi là ngụy là hành động phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, gọi là chính quyền Việt Nam Cộng hòa, chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn là hành động vấy bẩn lên tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam ta. Đồng nghĩa, bộ lịch sử Việt Nam 15 tập này đã vi phạm nghiêm trọng cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính mong các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng sớm có chính kiến về những vấn đề mang yếu tố xét lại, viết lại, sửa sử trong bộ lịch sử Việt Nam 15 tập đã được phát hành rộng rãi từ năm 2017 đến nay và trong bản thảo bộ quốc sử Việt Nam 30 tập hiện đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến xuất bản phát hành trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2027 không sử dụng cụm từ ngụy quyền ngụy quân Sài Gòn. Nhân dân cả nước đặt niềm tin, kỳ vọng và chính kiến rõ ràng dứt khoát của lãnh đạo đảng, nhà nước và mong chờ sự định hướng một kết luận sâu sắc mang tầm tư tưởng bảo vệ sự thật lịch sử cách mạng Việt Nam của trung ương đảng, của chính phủ để tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta không bị vấy bẩn để vong linh của chiến sĩ đồng bào đã anh dũng hy sinh cho đất nước ta được nở hoa độc lập, kết quả tự do như hôm nay được yên nghỉ trong lòng tổ quốc để các lớp thế hệ trẻ việt nam được tiếp tục tự hào và mãi mãi đi theo con đường mà đảng bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn